Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là những dụng cụ làm móng này, cái dụng cụ làm móng cơ bản ở bên Trang nhé. Bây giờ mình sẽ nói chi tiết từng cái dụng cụ một này. Ở trong cái bộ này ấy, thì mình có cái cốt này. Đây mình mở cốt ra cho mọi người xem này. Ở phía trên này thì có cái ngăn lưới này. Mình có thể để những cái dụng cụ như là cọ này, cậu vẽ và những cái khay trang trí mình có thể để ở phía trên này. Và ở hai bên này có cái đai này, hai cái đai chịu ngực này. Đây là hai cái đai để chúng ta khi chúng ta đeo thì lực sẽ chịu ngực. Ở phía bên trong này mình mở ra này. Đây, trong này thì có cái dây đeo nữa, để khi chúng ta đi lại, chúng ta đi làm tại nhà chẳng hạn, mình có thể đeo đi. Và bên trong này, phía trong này ngăn rất là rộng luôn. Đấy, mình có thể để đồ đạc, giấy lau gel hay là nước acetone và móng giả chúng ta để phía trong này. Và ở những cái ngăn này mình có thể để những chai sơn này. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ ở phía ngoài này có một số cái ngăn phụ nữa. Phía sau này cũng có một ngăn này. Đấy là cái cốt. Đây, phần này thì máy hơ này. Máy hơ này ấy, thì có một số bạn hỏi mình có hơ được hai tay không? Thì khi mà chúng ta để tay như này mà chúng ta đưa vào thì chắc chắn là sẽ không đưa được. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách để, ví dụ như là chúng ta muốn hơ được hai tay, mình sẽ để tay cách nhau như thế này. Cách như thế này và chúng ta đưa vào trong máy và chúng ta tránh chạm thành máy. Để nếu mà chạm thành máy thì nó sẽ bị mất cái nước sơn và nó sẽ bị dây bẩn ra thành của máy. Đây, mình đã cắm điện này. Chúng ta đưa tay vào đây. Đấy, sẽ nhảy dây, nó sẽ tự động nhảy lên 110 mấy giây đấy. Và chúng ta thấy ở trên này có nút 10 giây, 30 giây, 60 giây. 10 giây này thì dành cho chúng ta vẽ. Khi chúng ta vẽ chúng ta sẽ hơ tầm 10 giây. 30 giây hơ bay top. 30 giây chúng ta sẽ hơ bay và hơ màu. 60 giây chúng ta hơ top. Còn cái nút đây là mình sẽ hơ gel nhé. Đây, phía bên trong máy. Ở đây trong bộ này nữa thì sẽ có máy mài tích điện này. Đây, máy mài tích điện thì mình cũng đã có một cái video nói về cái cách nắp và cách chạy máy như thế nào. Có video rồi nhé. Đây là cái máy mài tích điện này. Ở đây thì mình có giấy lau gel. Giấy lau gel để làm gì khi mà chúng ta vẽ bị xấu chẳng hạn, chúng ta sẽ dùng cái giấy lau gel mình thấm acetone để mình xóa cái màu gel mà mình vẽ xấu đi. Hoặc là cái giấy này nhá, khi mà chúng ta dùng kẹp ủ này, dùng kẹp ủ chúng ta sẽ phá móng sơn gel ấy. Phá móng sơn gel thì mình sẽ dùng cái giấy này mình thấm nước acetone và mình dùng kẹp ủ này để mình phá móng sơn gel nhé. Và đây này, ở đây thì có cái móng úp này. Ở đây móng úp trong. Móng úp tay phong vuông. Và đây này mình có những cái phụ kiện. Kia là phụ kiện kim loại nhé. Kia là phụ kiện kim loại. Và ở đây này, đây là giấy nhún, giấy bạc, giấy vàng, giấy các màu đấy. Mình dùng để ẩn. Đây là hoa khô. Và đây là xét nhũ siêu sáng nha, để chúng ta ẩn nhũ này. Và đây là xét cá. Đá thì sẽ có nhiều màu nhé, nếu mà ai thích chọn màu.
Đây, ở đây mình sẽ có một số màu đá. Có một số màu đá này. Nếu mà mọi người thích chọn ấy sẽ được chọn màu đá nha. Vừa rồi những cái món này là để trang trí móng này. Và ở đây, đây là cái móng que này, móng que nhé, để chúng ta sẽ sơn màu gel lên hoặc là chúng ta tập vẽ lên trên này. Và chúng ta có những cái màu sơn gel này chúng ta sẽ sơn lên trên móng này để cho khách chọn màu ấy. Và đây là cái cây cọ vẽ chấm bi này. Cây rũa này, đây là cây rũa. Và đây là những cái cây cọ vẽ, đây là phao nhám. Và đây là cây mắt mèo. Đây là cây mắt mèo để chúng ta sẽ sử dụng với mắt mèo này nha. Và mình có cái cây bút trắng trắng là cái cây bút để chấm đá để chúng ta trang trí móng đấy. Và có cái cây đẩy da này. Và đây là cái cây kềm để cắt móng giả. Đây là cái kẹp ủ gel mình vừa nói rồi. Còn mấy cái mút trắng trắng đây là để chúng ta làm ombre lên móng. Đây là chai kem mới Xbon nhé, để đính đá và dán móng giả. Cái chai tiếp theo đây. Đây là chai kiềm dầu nhé, đây là chai kiềm dầu này. Đây là chai tháo móng giả này, sáng đá này. Và đây hai chai này là chai bay top. Còn đây nè, cái hũ nhỏ nhỏ là cái gel để chúng ta đính đá. Mình sẽ dùng kèm với lại keo những cái phần đá nào mà có kẽ hở ấy, mình sẽ chèn thêm những cái gel này vào những cái kẽ hở đó. Hũ này để chúng ta sẽ ẩn hoa khô và ẩn dưới nhún với lại ẩn nhũ này, ẩn sticker này, với lại ẩn phụ kiện kim loại nhé. Ở đây là đây là cái kèm nhật ra thì ai cũng biết rồi. Đây là cái chai để đựng hóa chất này, đựng acetone nhé. Đây là cái bát để chúng ta ngâm tay. Đấy, chúng ta sẽ đổ nước và chúng ta sẽ ngâm tay vào đây. Chúng ta cho nước vào ngâm tay này. Đây này, đây là cái cây bút dưỡng viền móng này. Sau khi mà mình hoàn thành xong một bộ móng rồi đấy, mình sẽ bôi viền cái này xung quanh móng để cho cái da nó được mềm, nó được mà chúng ta cắt nó bị trước móng rô ấy. Mình sẽ bôi cái này. Đây là cái bộ dụng cụ in móng này. Đây là con dấu và tấm gạt này. Đây là chai sơn in này. Đây là cái nắp của nó đấy. Đây là có cái tấm in dành cho những ai mà chúng ta kiểu vẽ chậm quá. Chúng ta muốn có những cái họa tiết á mà mình không vẽ được ấy, thì mình sẽ sử dụng cái này. In nó rất là nhanh. Họa tiết, rất là nhiều họa tiết đẹp nha. Mọi người có thể được chọn mẫu nhé. Nhiều họa tiết rất là đẹp. Mình trang trí, mình phối với lề móng nữa, nó sẽ lên được những cái rất là đẹp. Vậy là Trang vừa giới thiệu sơ qua về cái bộ dụng cụ làm móng cơ bản này. Nếu mà mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với Trang qua Facebook Trang Nail Vlog. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye!